Đây là đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bị xử phạt khi ra đường với lý do không chính đáng. Hình phạt cho người này cũng hết sức độc lạ là phạt chạy. Sau vài vòng chạy, người đàn ông cũng được tha và thả về nhà mà không bị xử phạt tiền. Khi chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã khen ngợi cách xử lý của các chiến sĩ công an vừa răn đe lại có tính mềm mỏng. Nhiều người tin rằng xử phạt cách này có khi còn khiến người vi phạm nhớ lâu hơn là bị phạt tiền.